quá chắc. Nó muối nó nhỏ này, nó vâng. to này mà thấy ra nó muối nhỏ thì nó... chắc muối nhỏ do chỉnh cái đầu mỏ hàn ấy. Đầu này nó phải nhỏ, mai vâng. nhỏ thì... mai nhỏ là sẽ là muối nhỏ. Tháo nó bỏ, tháo lên nó chuẩn luôn. Mài tôn mài kém. Cái mỏ là rút ở đây đúng không? Vâng. Đầu này bắt ốc rút ra. Đấy, tháo hai con ốc ra rõ. Bắt ốc rút ra. Nếu mà đây là mình hàn tôn thẳng nhá. Nếu mình hàn thép tròn ấy, thì mình nghĩ cho ngược lại đầu này nữa. Thép tròn ấy, thì mặt lên mặt phẳng. Hàn lưới.